nguồn lành sáng luôn cứu con. Con sơ người nào? Chúa chính là Thánh Lý, là Đấng bảo vệ con. Con khiếp sợ chi ai, sợ gì ai? Nguồn ánh sáng, muôn ơn cứu độ nơi Ngài. Nào con lo ngại chi ai? Là Thánh Lý thương con, Chúa luôn phù trì. Nào con còn hãy lo gì? Chúa là nguồn ánh sáng, là ơn cứu độ cứu con. Con sơ người nào? Chúa chính là Thánh Lý, là Đấng bảo vệ con. Con khiếp sợ chi ai, sợ gì ai? Lạy Thiên Chúa, xin nghe tiếng con van này và xin thương tình chống đuối. Này lòng con luôn mong nghĩ suy về Ngài và luôn tìm thánh nhân Ngài. Chúa là nguồn ánh sáng, ơn cứu độ cứu con. Con sơ người nào? Chỉ ai, sợ gì ai? Lạy Thiên Chúa, con trong thánh nhan của Ngài, nguyện xin thương đừng xa tránh. Đừng giận con, xin thương vẫn luôn phù trợ, và xin đừng nỡ chê từ. Con sơ người nào? Chúa chính là Thánh Lý, là Đấng bảo vệ con. Con khiếp sợ chi ai, sợ gì ai? Lạy Thiên Chúa, con luôn vững tin nơi Ngài, rộng ban muôn vàn ơn thánh. Lòng cậy trông an tâm sống vui can trường và tin vào Chúa an bài. Chúa là nguồn ánh sáng, ơn cứu độ cứu con. Con sơ người nào? Chúa chính là Thánh Lý, là Đấng bảo vệ con. Con khiếp sợ chi ai, sợ gì ai?